Hello các ông giáo, Aqua Digio Audible Phone. Đây chắc chắn là một trong những chai nước hoa mà các anh em đang rất là tò mò, bởi vì nó là phiên bản flanker và mang cái tên giống hệt với phiên bản gốc của nó trừ nồng độ. Đó là Aqua Digio Audible Toilet, một trong những best choice nước hoa mùa hè dành cho anh em. Và sau khoảng hơn 30 năm, mình đoán, mình án tầm đấy, thì nhà nước hoa Armani đã cho ra phiên bản Audible Foam. Thì chúng ta chắc chắn sẽ rất tò mò rằng là nồng độ nó Audible Foam thì mùi hương nó như thế nào, hiệu năng mùi nó sẽ ra làm sao, nó có cải thiện tốt hơn hay không. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 điều mà chúng ta cần nên biết nếu như quyết định mua sản phẩm mới của nhà Giorgio Armani, nhà nước hoa Acqua di Gio Audible Foam. Và dựa trên cái 5 điều đấy thì mình hy vọng rằng anh em sẽ có một cái nhìn thêm một cái nhìn đánh giá nếu như chúng ta muốn tìm hiểu về sản phẩm này. Ok, lên đường thôi, không tiền thiết phải nói nhiều nữa. Aqua di Gio. Ok các anh em, điều đầu tiên mà mọi người cần nên biết về Aqua di Gio Audible Foam đó là về mùi hương của nó. Khi mà mình xịt chai nước hoa này, mình có một cái cảm nhận rằng nó đã lấy những cái đặc điểm, có thể gọi là không phải là nổi bật nhất, nhưng nó lấy những cái đặc điểm của một số những cái sản phẩm đang được bán khá là nhiều trên thị trường hiện nay, ví dụ như là Acqua di Gio Eau de Toilette, Dolce & Gabbana Light Blue, Acqua di Gio Profondo và thậm chí là một chút của Hermes H24. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì khi mà mình mới xịt chai nước hoa này thì cái cảm nhận đầu tiên của mình đó là cái vị citrus, đó là cái vị cam mandarin rất rất là đặc trưng của phiên bản Eau de Toilette. Nó open up, khi mà chúng ta xịt pum một phát thì cái vị cam nó rất rất là rõ ràng. Đó là mình gợi nhớ đến phiên bản Eau de Toilette. Và sau đó nó mix cùng với hương nước biển, mà ở đây là mình nhớ đến phiên bản Profondo, một cái mùi hương nước biển từ đầu cho tới cuối rất rất là đặc trưng. Sau đó nó kết hợp cùng với cây xô thơm thì nó lại làm mình nhớ đến H24. Và cái nốt hương nước biển khi mà dry down của nó thì đôi khi mình xịt xong thì đôi khi mình sẽ cảm thấy rằng nó có một cái nét gì đấy của Dolce & Gabbana Light Blue. Đó, thì đấy là với cái cảm nhận của mình. Do vậy, điều đầu tiên mà mọi người cần nên biết đó là mùi hương của Aqua di Gio Audible Foam. Khi mà chúng ta ngửi, khi mà chúng ta cảm nhận, chúng ta sẽ thấy ở đâu đó một chút hình ảnh của phiên bản Eau de Toilette, của phiên bản Flanker Profondo, của Light Blue. Và thậm chí nếu mà các anh em hay ngửi bản H24 của nhà Hermes thì chúng ta cũng sẽ thấy nó hình như có một tí ở đấy, kiểu như thế. Thì đấy là điều đầu tiên chúng ta cần nên biết về Aqua di Gio Audible Foam. Điều thứ hai, đây là một phiên bản flanker có thể gọi là tốt nhất kể từ sau khi phiên bản Profumo được ra mắt. Bởi vì sau đó là Absolute, sau đó là Profondo và mình hình như là còn một phiên bản nữa. Nhưng đối với cá nhân của mình không đánh giá. Tất nhiên đấy, bảo mùi hương tệ thì không phải. Thế nhưng mình nghĩ rằng với một cái dòng nước hoa Aqua di Gio rất là nổi tiếng thì những phiên bản flanker kể từ sau Profumo đều ít nhiều bị sa sút phong độ. Ví dụ như Absolute, chúng ta có thể thấy hình bóng của nó ở Dylan Blue, ở Paco Rabanne Invictus, vân vân. Còn Profondo, đấy là một cái mùi hương nó quá là đơn giản, nó chỉ đơn thuần là một cái mùi hương nước biển nhẹ nhàng từ đầu cho tới cuối. Nói chung là hơi nhạt nhòa, nhưng với phiên bản Audible Foam này thì cá nhân mình đánh giá rằng nó là một phiên bản flanker tốt nhất kể từ sau Profumo, bởi vì cái mùi hương của nó có một cái gì đấy nó thú vị hơn, nó hấp dẫn hơn, đặc biệt khi mà chúng ta xịt, chúng ta sử dụng. Thì cá nhân mình, khi mình đã trải nghiệm qua 1-2 ngày có nắng nóng này, thì mình cảm thấy rằng mùi hương của nó có một cái gì đấy nó thú vị hơn những cái phiên bản flanker ra trước mắt. Thì cá nhân mình đánh giá đây là một phiên bản tốt nhất kể từ sau khi Profumo được ra mắt. Đó, đấy là điều thứ hai các anh em cũng cần nên biết. Điều thứ ba,
đây chắc chắn là một trong những cái sự lựa chọn tốt sử dụng trong mùa hè. Mình không nói rằng các anh em có sẽ thích mùi hương này hay không, mình không nói rằng các anh em sẽ phải ngửi một phát là sẽ thích, thì cái đấy thì mình không sure, mình không chắc chắn. Thế nhưng nếu như để được xếp một chai nước hoa nào, một mùi hương nào mà chúng ta có thể sử dụng một cách dễ dàng, đó, một cách gọi là bình thường trong cái điều kiện thời tiết của Việt Nam, điều mà mình luôn luôn nói rằng là không phải là nhiều chai có thể sử dụng được ở trong điều kiện môi trường Việt Nam. Cái điều kiện mùa hè ở Việt Nam thì không có nhiều chai, và với Acqua di Gio Eau de Parfum lại là một câu chuyện thêm, một câu chuyện tốt, một cái tin tốt cho chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này thì đa dụng, linh hoạt, và mình nghĩ rằng nó sẽ không gây khó chịu cho mọi người khi mà ngửi. Bởi vì cái tông mùi của nó thì một chút citrus, một chút hương nước biển, một chút cái vị thơm của cây xô thơm, nó mix cùng với nhau và nó bám nhẹ nhàng vừa đủ. Đó, thì đấy là cái điều thứ ba mà mọi người cần nên biết. Ok, điều thứ tư đó là về hiệu năng của mùi hương. Về hiệu năng của mùi hương của chai nước hoa này thì nó tốt hơn rất rất là nhiều so với phiên bản EDT. Đó, mà chúng ta đều biết rằng Acqua di Gio Eau de Toilette mặc dù là một mùi hương rất là ngon, citrus, rất là dễ dùng, anh em nào mà ví dụ như mà chỉ cần một chai thôi thì cứ Acqua di Gio mà flow ra. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm khá là tệ, đó là cái hiệu năng của mùi. Nhưng ở phiên bản Eau de Parfum này, ít nhất là xịt trên da của mình thì mình đã thấy rằng là nó bám tốt hơn rất là nhiều. Về độ tỏa thì không phải là quá là xuất sắc. Chai nước hoa này mình cảm thấy rằng trên da của mình nó có xu hướng skin scent, nhưng còn về độ bám mùi thì cũng rất là khủng khiếp. Do vậy đấy cũng là một cái tin vui mà mình muốn gửi đến cho anh em, đó là hiệu năng của mùi đã được cải thiện hơn rất là nhiều, ít nhất là về độ bám. Còn độ tỏa thì mình không đánh giá nó quá cao, bám theo kiểu thiên hướng skin scent đối với trên da của mình. Ok, và điều cuối cùng, nếu như so sánh với một phiên bản, một dòng nước hoa khác của nhà Dolce, đó là Light Blue, mà đây đó là chai Light Blue Forever, thì cá nhân mình vẫn thích chai nước hoa Light Blue Forever hơn. Cá nhân mình thôi nha, mình không bắt các anh em phải theo ý mình. Thế nhưng tại sao mình lại thích phiên bản Light Blue Forever hơn? Bởi vì dù sao ở chai nước hoa Forever nó có một cái gì đấy nó mới mẻ hơn so với phiên bản Eau de Parfum này. Bởi vì như mình đã nói, chai nước hoa này nó là một sự có thể là nhiều những cái đặc điểm của những cái dòng nước hoa khác. Khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ thấy ở đâu đấy là của phiên bản Eau de Toilette, ở đâu đấy là phiên bản Profondo, ở đâu đấy là phiên bản Light Blue. Nhưng còn với Light Blue Forever thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cảm thấy là nó ít nhất là nó sẽ mang một cái gì đấy nó mới lạ hơn. Mình không nói rằng là nó thơm hơn, thế nhưng ít nhất là chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó tò mò hơn. Do vậy, nếu như mình được lựa chọn thì mình sẽ vẫn thiên về phiên bản Light Blue Forever hơn là Acqua di Gio Eau de Parfum. Đó, thì đấy là điều thứ năm mà chúng ta cần nên biết. Tổng quát lại, có nên mua chai nước hoa này hay không? Thì với cá nhân mình, mặc dù đây không phải là một mùi hương mới mẻ, mặc dù đây không phải là một cái gì đấy nó xa lạ đối với các anh em, khi mà xịt chai nước hoa này, mình sure, mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy ở đâu đấy một cái mùi mà chúng ta đã từng được ngửi rồi. Nó không phải là một mùi mới. Đó, cái đấy thì điều mình chắc chắn với các anh em. Tuy nhiên, để mà dựa theo những cái tiêu chí một cái mùi hương mùa hè thì mình cho rằng Acqua di Gio Eau de Parfum cũng sẽ là một trong những cái mà chúng ta nên tham khảo khi mà muốn tìm một cái mùi hương của mùa hè. Nó không phải là một chai nước hoa phải sở hữu, thế nhưng nó sẽ là một chai nên tham khảo nếu như chúng ta quyết định tìm một mùi hương dùng cho mùa hè. Đó, thì lấy cái kết luận của mình của về Acqua di Gio Eau de Parfum. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các ông giáo về 5 điều cần nên biết cho sản phẩm mới của nhà Giorgio Armani. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ, bye bye.